5, bộ sạc cho pin DCNM-WCH05. Bộ sạc này có thể sạc cùng lúc cho 5 bộ pin. Trạng thái sạc của từng bộ pin được hiển thị trên đèn LED chỉ báo dung lượng sạc riêng rẽ. Có thể để pin trong bộ sạc khi đã sạc đầy. Điều này sẽ không làm chai pin và ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin. Pin có thể sạc đầy trong 3 giờ. Bộ sạc gắn tường nhằm đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng.